Trong video này sẽ là một căn nhà mặt tiền kinh doanh anh chị ơi, đường nhà nước nhá, đường thông quý anh chị nhá. Và vị trí em đang đứng đây là thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thuộc khu dân cư Phú Hồng Thịnh quý anh chị nhá. Đấy, căn này là vừa ở vừa kinh doanh luôn anh chị ạ. Mặt tiền đường nhà nước ha, đường thông hai đầu, rất là đẹp quý anh chị. Đây nhá, căn ở dưới nhá, chỗ này 3 căn thì căn ở dưới nhá quý anh chị nhá, đang bán nhá. Căn này 3,8 tỷ thôi quý anh chị ha, một trệt hai lầu nhưng mà chỉ có 3,8 tỷ thôi, sổ hồng riêng ha. Đấy, rất là đẹp quý anh chị, nằm trên mặt tiền đường thông kinh doanh buôn bán. Đấy quý anh chị thấy không ạ? Đó, khu vực kinh doanh buôn bán rất là ok nhá. Đấy, thì video này em sẽ giới thiệu tới anh chị mình căn nhà này. Đây là phường Bình Chuẩn và khu dân cư này là khu dân cư Phú Hồng Thịnh quý anh chị nhá, tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khu này gần ngã tư Miếu Ông Cù, gần chợ Phú Phong ha, cách chợ Phú Phong 100m, cách ngã tư Miếu Ông Cù đâu đó khoảng 300m ha. Căn thì căn ở giữa ha. Đó, 3,8 tỷ thôi anh chị ha, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán được luôn. Đấy, nhà đẹp, một trệt hai tầng lầu, sổ hồng riêng, 65m ha, thổ cư hết và sổ hồng riêng. Nhà hướng chính tây, nằm trong khu dân cư Phú Hồng Thịnh tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đó. Đây, đường đẹp nha quý anh chị nha. Đường này đường nhà nước nha, đường Bình Chuẩn 36 anh chị ha. Đó, khu dân cư đẹp ha. Vừa ở vừa kinh doanh, mặt tiền kinh doanh buôn bán. Đó. Và căn này chỉ có 3,8 tỷ, là giá này quá rẻ nha quý anh chị ha. Đó. Những căn ở phía trong đường nhánh là cũng đã giá này trở lên rồi ha. Nhưng mà căn này mặt tiền đường trục chính và kinh doanh ở được luôn thì giá chỉ có 3,8 tỷ, là giá rẻ nha anh chị nha. Anh chị nào mà đang tìm nhà vừa ở vừa kinh doanh mặt tiền thì hãy liên hệ cho em căn này ha, mình đi xem anh chị nha, sổ hồng riêng nha, hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Mời anh chị mình di chuyển vào nhà. Nhà có vỉa hè 3m và có điện nước đầy đủ, điện ấm, nước máy, internet đầy đủ anh chị nha. Đấy, nhà xây mới hoàn toàn, vừa mới xây xong và thiết kế hiện đại ha. Phía trước nhà có một cái cây rất là mát này, cây này cây bàng Đài Loan ha. Đó, đây quý anh chị thấy không ạ, đẹp, quay hơi nghiêng nghiêng lại cho anh chị mình xem nhá, rất là đẹp anh chị nha. Căn màu cam nha. Đấy, một trệt hai lầu, đúc 3 tấm ha. Căn này mát đây quý anh chị, rất là mát ha. Đây quý anh chị thấy không, quá đẹp luôn. Đó, bên em chuyên tất cả các cái bất động sản đất nền nhà phố tại thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Bên em nhận mua bán, nhận ký gửi và nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Anh chị nào mà có nhu cầu bất động sản thì hãy liên hệ ngay cho bên em ha. Bên em sẽ hỗ trợ toàn thể quý anh chị mình để tìm được các cái sản phẩm bất động sản phù hợp nhất để anh chị mình đầu tư, hay là mua ở, hay là mua tích lũy tài sản, hay là cho thuê, vân vân. Đấy, cái căn này nếu mà anh chị mình không ở, mình cho thuê kinh doanh buôn bán cũng rất là ok, tại vì nó nằm trên mặt tiền đường trục chính, đường thông ha. Đấy, kinh doanh buôn bán rất là ok. Ở đây là một khu vực phòng khách kết hợp với gara ô tô, một khu vực rất là dài quý anh chị nha. Căn này ngang 4 nha. Đấy, và căn này 65m. Đấy, dài là 16.5, hướng chính tây. Các anh chị nào mà Tây Tứ Trạch thì sẽ rất là hợp với căn này. Đấy, thiết kế mới hoàn toàn, vừa mới xây xong thì hôm nay em sẽ ghi hình để cho anh chị mình tham khảo. Đấy, rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản để cập nhật các sản phẩm tiếp theo của bên em. Bên em sẽ làm video thực tế, ghi hình thực tế, đưa các cái thông tin đúng chính xác 100% từ vị trí, diện tích và các cái thông tin về các cái bất động sản, kể cả đất nền và nhà phố anh chị nhá. Bên em quay hết ha, để cho anh chị mình xem. Trước khi mình đi xem thực tế thì anh chị nên xem video trước ha, để mình thấy cái sản phẩm nào phù hợp thì anh chị cứ gửi cho em ha, hoặc là đọc cho em cái mã sản phẩm ở trên YouTube ha. Đấy, tất cả các cái sản phẩm bên em đều có mã hết ha. Để anh chị đọc cho em sẽ gửi đầy đủ các cái thông tin để cho anh chị mình tham khảo. Đấy, rồi em đã có mặt ở khu vực bếp của nhà mình của anh chị ha. Đây là một khu bếp tương đối rộng anh chị nhá, tương đối rộng ha. Đấy, ở phía sau khu bếp này sẽ là nhà vệ sinh và có một lối thoát hiểm sân sau để mình giặt đồ đây nè quý anh chị. Đây ha, chỗ này là lối thoát hiểm này, làm giếng trời ở phía sau này, giặt đồ và phơi đồ rất là hợp lý này. Đó, 2m mỗi bên 1m anh chị nha. Đấy, đây nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt của nhà mình đây. Đó, nhà mình đang trong quá trình hoàn thiện anh chị ơi, được 99% rồi ha. Đấy, còn dọn vệ sinh công nghiệp nữa là xong hẳn ha. Đấy, thì nếu anh chị nào mà yêu thích căn này thì mình liên hệ em Hải để đi xem ngay ha. Em gửi giấy tờ, sổ sách đầy đủ cho anh chị mình xem. Anh chị yên tâm, căn này mặt tiền kinh doanh chắc chắn 100% và đường là đường nhà nước nha. Mặt tiền đường nhà nước quý anh chị nha. Đấy, rất là đẹp anh chị nha. Đấy, căn này ở và kinh doanh rất là ok luôn. Đấy, và giá rẻ ha, 3,8 tỷ thôi anh chị nha. Đấy, rồi em sẽ mời anh chị mình lên lầu để cùng tham quan. Nhà mình một trệt hai tầng lầu, đúc 3 tấm anh chị nha, đúc 3 tấm ha. Với những căn nhà như thế này mà vừa ở vừa kinh doanh là quá tuyệt vời anh chị. À, mức giá cũng rất là rẻ ha. Đấy, rồi khu vực lầu 1 của nhà mình đây. Lầu 1 sẽ là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh, 2 phòng ngủ rộng. Đây là phòng ngủ ở phía sau của căn nhà mình. Đấy, phòng ngủ phía sau anh chị nha, có cửa sổ hết nha. Đấy, em quay chậm hơn để cho anh chị mình cảm nhận ha. Đấy, rất là ok. Rồi, sang phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ ở phía trước đây.
Phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh bên trong, có nhà vệ sinh bên trong và phòng ngủ này rất là rộng. À, phòng ngủ này rộng anh chị. Vậy là lầu 1 nhà mình sẽ có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha. Đấy, phòng ngủ này là ở phía trước nha. Phía trước có cái cây á. Nhà mình hướng tây nên anh chị tây tứ trạch sẽ rất là hợp căn này. Đây nhà vệ sinh ở bên trong phòng ngủ nhà mình đây. Đó, rất là đẹp ha, lá bộ bồn cầu đầy đủ ha. Còn nhà vệ sinh này ở phía ngoài để dùng chung cho cả lầu. Vậy là lầu 1 nhà mình sẽ có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh anh chị nhá. Đấy, một nhà vệ sinh bên trong và một nhà vệ sinh bên ngoài. Đấy. Rồi, em lên lầu 2. Nhà mình có hai lầu thôi, vậy là lầu này nữa là xong anh chị nhá. Nếu anh chị nào mà đang xem video của em Hải thì mình hãy nán lại một xíu ha, 2 phút nữa thôi, em sẽ quay nhanh. Đấy. Ở trên lầu 2 nhà mình đây. Lầu 2 tiếp tục là hai phòng ngủ tiếp. À. Đấy, phòng ngủ phía sau. Trần đóng thạch cao hết nha quý chị nhá. Và trước đây sẽ có một cái phòng ngủ nữa và nhà vệ sinh, để nhà vệ sinh dùng chung. Đây là nhà vệ sinh dùng chung nha quý chị ha. Đấy. Rất đẹp ha. Rộng nha. Nhà vệ sinh này rộng nha quý chị nhá. Chỗ này thì làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ đều được ha. Phòng này thì rất là rộng. Phòng này là có vẻ rộng nhất rồi đó ha. Phòng ngủ phía trước đây. Phòng này ở phía trước của căn nhà. Căn này 65m anh chị nha, ngang 4 và dài 16.5, hướng chính tây. Thổ cư hết, 65m thổ cư hết luôn, sổ hồng riêng. Hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Đấy. Một trệt, hai tầng lầu anh chị nha. Rất là đẹp ha. Ở trên đây có sân thượng. Sân thượng siêu rộng và phòng thờ. Vậy là 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 sân thượng trước sau. Một trệt hai lầu đúng 3 tầng ha. Mặt tiền kinh doanh buôn bán, vừa ở vừa kinh doanh, rất là đẹp. Đây, sân thượng ở phía trước, đúc 3 tầng anh chị nha, và có sân thượng nha. Đó, nhà thiết kế hiện đại rất là đẹp ha. Đây hàng xóm nhà mình này, em quay hàng xóm anh chị mình xem, rất đẹp quý anh chị ha. Căn này rẻ, căn này giá rẻ anh chị nha. Mặt tiền kinh doanh vào 3.8 tỷ là giá rẻ anh chị nha. Đấy, đây hàng xóm mình này. Sau này có một cái sân thượng ở phía sau nữa này. Vậy là tổng kết nhà mình sẽ có 65m2 thổ cư hết và nhà hướng chính tây, một trệt hai lầu đúc 3 tấm sân thượng, một phòng khách bậc nhà ăn, phòng khách kết hợp gara ô tô hoặc kinh doanh ha. Một nhà ăn, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, có phòng thờ riêng, hai sân thượng trước sau. Rất là đẹp ha. 3.8 tỷ thôi ha. Thương lượng chính chủ anh chị ạ, hỗ trợ ngân hàng thoải mái ha. Anh chị yêu thích liên hệ ngay cho em Hải ha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Đấy, khu dân cư nhà mình đây. Em xin chào.